Mình tên là Đặng Thu Huyền, đến từ Hà Nội. Cá nhân Huyền từng là một chuyền hai xuất sắc nhất giải cúp các câu lạc bộ trẻ và giải hoa khôi bóng chuyền. 2002 ơi, em là vận động viên bóng chuyền. Vì sao em lại quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022? Đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2022, bản thân em mong muốn mọi người có thể nhìn thấy một Đặng Thu Huyền mới hơn ạ. Bản lĩnh hơn, tự tin hơn và quyết tâm hơn trên sàn đấu ạ. Bạn 202 có thể tiến gần lên đây cho chị xem mặt kỹ được không? Chị rất là hy vọng em mang được cái tinh thần thể thao, tinh thần chiến đấu của môn thể thao bóng chuyền lên với cả sân khấu Miss Universe Việt Nam. Nếu như mà nhìn vào em thì em không phải là một vẻ đẹp mà chị thường thích, nhưng mà chị thích cái tinh thần của người thể thao, cho nên chị dành cho em tấm vé vàng. Wow! Chị dành cho em tấm vé vàng. Wow! Xin được chào đón thí sinh tiếp theo Đặng Thu Huyền, số báo danh 202, đến từ Hà Nội. Cô tới từ thủ đô hơn 1.000 năm tuổi, không chỉ nổi tiếng với lịch sử lâu đời do bản sắc, văn hóa truyền thống dân tộc. Vùng đất này còn được biết đến là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Và bây giờ là thí sinh tới từ Hà Nội, mang số báo danh 202, Đặng Thu Huyền. Một vẻ đẹp ngọt ngào của thí sinh có số báo danh 202 Đặng Thu Huyền. Đặng Thu Huyền, số báo danh 202, cô từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp và được đào tạo trong môi trường quân đội. Ba điều để miêu tả ngắn gọn về cô đó chính là mạnh mẽ, kỷ luật và dám nghĩ dám làm. Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 202 Đặng Thu Huyền. Theo các bạn, như thế nào là thể hiện được tinh thần và bản lĩnh Việt Nam? Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống làm vận động viên chuyên nghiệp. Và tôi không được đánh giá cao về năng khiếu, nhưng tôi đã nỗ lực để có thể khẳng định những cái năng lực của mình. Và tôi đã trở thành đội trưởng đội tuyển U19 quốc gia. 19 tuổi, tôi quyết định giải nghệ và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Và bây giờ tôi đứng ở đây và tôi mong muốn rằng tôi sẽ là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và tôi muốn nói rằng với các bạn trẻ, hãy giống như tôi, hãy mạnh mẽ, hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bởi vì các bạn sẽ không biết được ở đằng trước sẽ có những điều tuyệt vời gì đang chờ đón các bạn. Hãy mạnh mẽ để không phải tiếc nuối. Xin cảm ơn. Rất quyến rũ trong trang phục áo tắm chính là thí sinh Đặng Thu Huyền, số báo danh 202. Và top 10 xin được gọi tên thí sinh tiếp theo. Chúc mừng cô gái Đặng Thu Huyền, số báo danh 202. Huyền đã đọc được một câu nói của nữ phi công đầu tiên bay qua Đại Tây Dương một mình, Amelia Earhart, rất là hay. Đó chính là phụ nữ và đàn ông thì đều giống nhau. Chúng ta nên thử làm những điều mà không thể. Và khi chúng ta thất bại, hãy coi như đó là một cái thử thách khác cho những người tiếp theo. Câu nói đó rất là giống với cái tính cách của Huyền. Huyền luôn luôn muốn trải nghiệm những cái thứ mà Huyền chưa bao giờ làm. Đó cũng là cái động lực thúc đẩy cho Huyền để đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.